Shop Vô Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm trước thì mình có giới thiệu cho anh em một cái bộ tem thông số của Dream Thái hàng loại 1 nha. Thì rất là nhiều anh em chúng ta có nhu cầu mua luôn. Thì cũng có một số anh em có yêu cầu nó cao hơn một chút. Thì anh em hỏi là có về cái loại tem thông số mà hàng zin hay không. Thì nói chung là bữa trước thì mình có về nhưng mà mình ít đăng. Tại vì cái loại này nó cũng hơi ít hàng nhưng mình cũng hơi lười đăng anh em. Thì anh em nào muốn mua thì có thể nhắn tin cho Đạt thì vẫn có thôi. Còn Đạt thì Đạt ít đăng cái loại này tại vì loại này nó hơi hiếm. Tuy nhiên là hôm nay thì nó về được nhiều hàng hơn rồi. Thì Đạt giới thiệu cho anh em luôn. Thì một cái bộ tem thông số Rim Thái nha. Đây một bộ tem thông số này là của Rim Thái này. Thì nó sẽ gồm đầy đủ 7 miếng luôn. Tuy nhiên á, cái bộ tem này nó sẽ khác cái bộ tem hôm bữa. Cái là bộ tem này thì nó sẽ là tem zin luôn, không phải tem loại 1 nữa. Và cái giá của nó thì cũng sẽ chênh lên khoảng 3-4 lần cái bộ kia. Thì một bộ tem thông số hàng loại 1 thì nó chỉ có 80 ngàn thôi, Rim Thái nha. Nhưng mà một bộ tem này là của Thái Zin thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ, quên mất, là 300 ngàn, quên, 300 ngàn một bộ nha anh em nha. Đấy, 300 ngàn một bộ tem thông số Zin nha, đầy đủ 7 miếng cho anh em luôn. Thì ở trong đấy có 7 miếng này thì nó có một cái miếng tem đặc biệt luôn, là cái miếng tem này này, cái miếng tem handmade này. Đây, miếng tem handmade này này. Và cái miếng tem này nó là tem made in Japan luôn nha anh em nha. Đây, miếng tem holder handmade này. Đó, miếng tem này là miếng tem made in Japan luôn. Đây, made in Japan. Đó, còn những cái miếng còn lại thì nó là của Thái nha. Miếng Thái Lan này, miếng Thái Lan này, Thái Lan này, Thái Lan này. Này cũng Thái luôn. Này cũng vậy. Đó. Thì tất cả đều là hàng xịn zin hết nha anh em nha. Thì một bộ của nó thì anh em bỏ 300 ngàn ra thì anh em sẽ được tới 7 miếng lận. Anh em về tha hồ dán kín xe luôn nha. Đó, 7 miếng như vậy là đủ một bộ tem thông số của nó. Thì nói về tem thông số này thì hàng zin chất lượng cực kỳ luôn. Đây, tem này nó sẽ gồm có 7 miếng ha. Mình sẽ giới thiệu từng miếng cho anh em. Anh em coi từng miếng một để anh em chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ anh em mua. Em sẽ chỉnh thêm này một chút xíu này. Rồi, đây đầu tiên là miếng tem hộp xích này. Đó, tem hộp xích nha. Hộp xích Rim Thái nha. Nhiều anh em không biết nhưng mà thực sự là Rim Thái anh em là nó chỉ có một miếng tem hộp xích thôi. Thì anh em kêu ủa sao Rim Thái hai miếng, nhưng mà thực sự là Rim Thái nó chỉ có một miếng tem hộp xích thôi nha. Rồi, đến là tem hộp xích này một miếng. Miếng thứ hai là miếng tem miếng này là miếng tem bợ cổ này. Đây. Tem bợ cổ nó sẽ có chữ Thái, hơi khó thấy chút xíu ha. Đây sẽ có một cái chữ Thái như vậy. Đó, chữ Thái ha. Đấy, là tem bợ cổ. Rồi, tiếp theo là nó sẽ có một miếng là tem chữ S, là tem sườn. Đây, miếng là miếng tem sườn nha anh em nha. Tem sườn Thái Lan. Miếng này miếng tem chữ S nha. Rồi, tiếp theo là một miếng tem này là miếng tem bợ cổ luôn. Miếng tem bợ cổ luôn. Cái này là tem trong nha anh em nha. Lột ra thì nó chạy trong veo luôn. Đấy, lưng của nó là lưng màu gì đây, lưng xanh. Đây lưng xanh này. Đấy, lưng là lưng xanh đây này ha. Rồi, một miếng tem bợ cổ này. Tiếp theo là một miếng tem này, miếng tem bẩn này. Miếng tem bẩn ở giữa đó. Ở giữa bẩn này nó sẽ có một miếng tem bẩn này. Đó, miếng tem này là cũng là Nhật Thái Lan luôn. Rồi, miếng tem này là miếng tem gấp. Miếng tem gấp của Rim Thái ha. Rồi, Manufaction Made in Thái Lan. Miếng này là miếng tem gấp nha. Rồi, miếng tem gấp của Rim Thái. Miếng tem này rất là đắt tiền nha, nếu mua lẻ. Và cuối cùng là miếng tem holder handmade này. Đó, holder handmade này. Miếng này là tem Nhật Bản luôn. Đó, anh em thấy không? Thì một bộ nó sẽ gồm có 7 miếng như vậy, được đóng vào trong một cái túi như vậy cho anh em luôn. Thì anh em về là chúng ta chỉ cần gỡ ra là đủ 7 miếng như này. Anh em gắn vô xe, dán vô là xong. Tem zin này thì nó có một cái lợi thế đó là anh em chúng ta không phải lo về cái việc mà nó bay bong chóc qua, tại vì keo là keo xịn. Thứ hai ấy, là cái tem này ấy, thì nó sẽ không bị bay màu theo thời gian. Thì nên anh em xài một thời gian rất là lâu luôn thì nó cũng không bay màu. Đó, thì nó chỉ bị trầy xước này kia thôi chứ gần như nó không bị bay màu. Đấy, thì cái lợi thế của nó rất là lớn ha. Và giá của nó thì thực sự với anh em luôn là cái giá mình bán ra là 300 ngàn. Nếu mà anh em là chúng ta biết biết về giá của Rim Thái thì anh em sẽ biết là cái giá 300 ngàn một bộ là rất là rẻ nha, chứ không có đắt. Còn nhiều người mình nói thẳng luôn là ăn hơi cao, hơi dày sao á, cho nên là nhiều cái miếng tem
như là cái miếng tem gấp này nè, là bán một miếng này không là bán gần 400 ngàn luôn. Mình không hiểu tại sao bán đắt như vậy luôn nha, trong khi là miếng tem y chang của mình luôn, y hệt bông bì luôn, thì thật sự là giá đó là hơi cao. Thì anh em nào chúng ta muốn mua tem thông số Rim Thái thì có thể liên hệ mình. Bữa trước thì nó không có hàng cho nên là ít ít khi giới thiệu ha, còn này thì nó đã có số lượng nhiều hơn chút xíu rồi, về được hơn 100 bộ, thì anh em nào muốn mua thì liên hệ với Đạt nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ ha. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em đã theo dõi video clip này. Hẹn anh em vào những video clip tiếp theo nha.